Tại thời điểm này thì công tác quyên góp và các hoạt động từ thiện hướng về miền Trung vẫn đang được các tổ chức ở nhiều nơi trên cả nước cùng với nhiều người với nhiều hình thức khác nhau. Và bên cạnh các tổ chức đoàn thể, các nghệ sĩ cũng có cách làm của riêng mình, mang đến cho bà con lời ca tiếng hát, những món quà hiện vật giúp bà con ấm lòng sau những khó khăn do lũ. Thế nhưng điều làm các nghệ sĩ trong các chuyến đi luôn trăn trở là làm gì để bà con thật sự thoát nghèo, đủ kỹ năng để sinh sống trên vùng đất hứng chịu bão lũ quanh năm. Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn cứu trợ của ca sĩ Phi Nhung là xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, nơi có 800 hộ bị cô lập hoàn toàn, 200 hộ bị ngập sâu trong trận lũ lụt vừa qua. Dù đến giờ lũ đã không còn, thế nhưng cuộc sống của bà con ở đây vẫn gặp nhiều khó khăn. Chính vì thế, những thùng cháo, những lon nước chính là niềm động viên để người dân nơi đây tiếp tục đứng vững sau lũ. Rất là cảm ơn những cái tấm lòng hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ xã nhà và bà con đồng bào ở xã Đức Liên mình. Mùa màng sản xuất nông nghiệp á thì báo cáo là ngoài đồng là hầu như thất bát hết. Còn công trình phụ trợ hư hỏng của người dân thì nhiều. Còn tất cả các cái đoàn về cứu trợ thì bây giờ đang tập trung cho là nước uống và thức ăn hàng ngày. Còn cái mong muốn của xã thì các đoàn về mà giúp đỡ nhân dân sau lũ lụt thì muốn hỗ trợ thêm là con giống, vật nuôi. Chia sẻ khó khăn với bà con, ca sĩ Phi Nhung cùng đoàn nghệ sĩ đăng tải những hình ảnh của vùng lũ trên mạng xã hội Facebook. Nhờ vậy mà nguồn kinh phí cũng tăng thêm. Mình rất là vui, rất là hạnh phúc, dù là một cái phần nhỏ thôi, phần quà nhỏ thôi cũng đem đến từ xa, cũng đem đến cho bà con cô bác của miền Trung của mình là lũ lụt. Cố gắng mình tạo nên một cái quỹ từ thiện, nếu mình có gì thì mình có thể mình làm sớm hơn, kịp tay hơn để cho cứu giúp mọi người nhanh hơn một tí. Mình đi thực tế rồi thì mình có thể là nhìn được những cái khó khăn thực tế của bà con nông dân nơi đây. Trong thời gian tới thì chắc chắn cháu Xem và Bảo cũng sẽ có những cái hành động thiết thực nhất để làm sao mà đưa đến góp phần một phần nhỏ bé của mình để giúp đỡ đời sống của bà con làm sao mà vượt qua những cái khó khăn. Chỉ trong một ngày, đoàn đã di chuyển qua 5 xã thuộc 4 huyện là Vũ Quang, Hương Khê, Thạch Hà, Can Lộc với 400 suất quà gồm cháo, nước và tiền mặt. Món quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng có nhiều ý nghĩa tinh thần với người dân nơi đây.